Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhật ký nông dân của mình. Lần đầu tiên thì mình chúc mọi người sẽ có một ngày mới vui vẻ và có những phút giây thư giãn cũng như thông tin bổ ích khi xem video của mình. Và như tựa đề thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chăm sóc cây cà phê đầu mùa mưa nhé mọi người. Bữa nay thì Tây Nguyên chỗ mình đã vào mùa mưa rồi, nhưng mà mới chỉ đầu mùa mưa thôi mọi người. Đó, đằng sau mình á, đây là vườn cà phê ở nhà mình nha mọi người. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành chăm sóc nha mọi người. Vào đầu mùa mưa thì cây cối cũng khá là xanh tốt rồi đấy mọi người. Chứ đợt trước mình cũng đã quay vườn cà phê này rồi. Đợt trước thì vẫn chưa đến mùa mưa nên nó vẫn còn hơi sơ sát. Rồi, mọi người bắt đầu mùa mưa là quả bắt đầu bung vào đấy mọi người. Mưa xuống thì công việc chính của chúng ta là làm cành, chồi và làm cỏ ấy mọi người. Nếu bác nào cắt cỏ thì chúng ta sẽ để cỏ cao rồi cắt. Còn vườn nào mà làm sạch cỏ thì chúng ta sẽ tiến hành cuốc xới thôi. Đây, chồi cành mọc rất là nhiều luôn. Đó, những cái cành tăm này thì chúng ta sẽ chưa để đâu nha mọi người. Mùa này chúng ta sẽ tập trung vào nuôi trái đã. Chứ chúng ta để cành sớm có là nó sẽ nuôi hết cành tăm luôn. Và cây sẽ không tập trung nuôi trái nữa. Nên chúng ta sẽ vặt hết cành tăm đi. Đó, những cái cành này thì đến bữa nó sẽ ra những cái loại cành nó to hơn mọi người. Chứ đầu mùa mưa này cành nó vẫn còn nhỏ lắm. Nhưng chúng ta vẫn chưa để được đâu. Đó, chúng ta cứ vặt hết đi. Cứ tập trung nuôi trái đã. Bởi vì chúng ta để sớm thì như những video trước mình cũng đã nói rồi, để sớm thì cành nó sẽ bị già. Và cành già thì nó sau này nó sẽ ra lung tung lắm. Nó sẽ ra rất là nhiều đợt luôn. Với lại cành già thì nấm bệnh sẽ sinh sôi rất là nhiều. Đó, chúng ta công việc chỉ có mặt cành mặt trời vậy thôi. Còn bỏ phân thì chúng ta chỗ bác nào mưa nhiều thì chúng ta có bắt đầu có thể bỏ được rồi nha mọi người. Còn chỗ em mới có 5-6 trận mưa cho nên vẫn chưa bỏ được. Bởi vì là cứ phải để cho cây cà nó hấp thụ đủ nước đã. Với lại sau một mùa khô kéo dài thì rễ nó cũng đã khô rất là nhiều đó. Chúng ta cứ chờ cho rễ nó ra đã. Với lại những trận mưa đầu mùa này thì sẽ có một lượng phân nhất định nha mọi người. Mưa đầu mùa thì sẽ có một lượng đạm nhất định của trời đi theo hạt mưa xuống. Cho nên chúng ta cũng chưa bỏ phân vội. Sau những tháng nắng hạn kéo dài thì cỏ vẫn chưa mọc được đâu mọi người. Với lại vườn này thì chỉ còn cỏ ở phía ngoài bờ thôi mọi người. Chứ còn ở trong này thì tán nó rất là rậm nên là cỏ không thể nào phát triển được. Đây cũng là đất mỡ gà thôi nha mọi người, chứ cũng không phải là đất đỏ đâu. Chỗ em vẫn là đất mỡ gà, có pha cát nữa thôi, chứ chưa phải là đất đỏ thượng hạng đâu. Đó, hôm qua mới mưa một trận to luôn. Rễ đã bắt đầu ra rồi nè mọi người. Chúng ta vại phân thì sẽ vại đều nha mọi người. Tức là vại sẽ vại xung quanh tán này luôn, chứ không vại trong gốc này đâu mọi người. Đó, chúng ta sẽ vại xung quanh tán này luôn. Tán rộng bao nhiêu thì chúng ta cứ vại xung quanh tán như vậy. Khi mà chúng ta vại xung quanh tán thì rễ nó sẽ hấp thụ được hết. Bởi vì là chúng ta sẽ vại đều luôn, cho nó rễ ra đều luôn. Chứ chúng ta vại dồn vào một chỗ thì rễ nó chỉ hấp thụ được ở khu vực đó thôi. Trừ trường hợp là chúng ta tưới hoặc là mưa rất là to thì phân nó mới tan đều ra được. Còn không thì chúng ta cứ vại đều ra cho rễ nó hấp thụ được đều và bộ rễ nó phát triển
xung quanh luôn, chứ không dồn lại một chỗ. Ở đầu mùa mưa này thì nếu như bác nào có điều kiện thì chúng ta có thể tự trộn phân và bón cũng được nha mọi người. Đó, tự trộn phân với hàm lượng, nói chung đầu mùa mưa thì chúng ta cứ cho lân với đạm nhiều hơn kali là được. Vì mùa này thì chúng ta cũng chưa cần làm hạt quả nó đang nhỏ, cho nên chúng ta hàm lượng kali sẽ thấp hơn, chủ yếu là lân để cho phát triển bộ rễ. Còn đạm thì để cho cây nó xanh thêm thôi. Còn kali thì khi nào trái lớn lớn một chút thì chúng ta sẽ bỏ nhiều hơn. Còn bác nào không có thời gian thì chúng ta bỏ phân tổng hợp thôi. Ở đầu mùa mưa thì cái hiện tượng bị khô trùng quả như thế này là khá là phổ biến luôn nha mọi người. Bởi vì là đây là hiện tượng bị luộc, tức là sau những tháng nắng hạn kéo dài thì gặp mưa thì nó sẽ bị luộc nha mọi người. Đó, nó cứ bị xem như vậy này, nó khô luôn. Thường là những cái cành nào mà, những cái vườn nào mà không có cây che phủ mọi người là dễ bị hiện tượng luộc như vậy lắm. Đó, khô này. Đây, ở đây là khu vực ở dưới tán điều nha mọi người. Để mình xem hiện tượng có bị khô quả đấy có xuất hiện không. Đó, đây là chỗ dưới tán điều này. Những cái này là tàu đỏ nha mọi người. Tàu đỏ này thì chúng ta sẽ phun những phun thuốc sau có thành phần đồng, như cốc 85 hay là đồng xanh gì đó, đồng đỏ. Nhưng mà cốc 85 thì chúng ta sẽ pha với lượng nhẹ thôi nha mọi người, bởi vì nó khá là nóng đấy. Lượng nhẹ thôi, pha với lượng loãng. Còn không thì chúng ta chắc ăn cứ pha đồng xanh đi, đồng xanh hay đồng đỏ đấy. Đây là ở dưới tán điều này. Dưới tán điều thì hiện tượng khô quả như không có đâu nha mọi người. Đó, hiện tượng cháy do nắng hạn gặp mưa thường là rất là ít luôn. Dưới tán điều này hình như không có mấy đâu. Cho nên những hiện tượng mà bị khô quả, đấy là những cái vườn nào không có cây che phủ mới hay bị thôi mọi người. Ở khu vực này là không có cây che phủ gì hết nha mọi người. Đó, cho nên là hiện tượng là bị cháy lá với lại cháy quả này là diễn ra rất là phổ biến luôn. Đó, cái này cũng ảnh hưởng khá là lớn đấy mọi người. Cho nên là chúng ta sẽ trồng một ít cây để làm bóng nha mọi người, chứ cũng không để nó vườn nó trơ trọi quá đâu. Vì trời trọi quá là ánh nắng nó chiếu trực tiếp vào là dễ bị cháy lá, vàng lá đó. Nên chúng ta cứ trồng thêm một ít cây che bóng nữa. Ở những cành mà quất ở đằng trong này thì hiện tượng là khô quả là rất là ít. Bởi vì là trong này thì nó không bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Nên cách tốt nhất là chúng ta cứ trồng cây che bóng vào. Như vậy là công việc chăm sóc cây cà phê đầu mùa mưa cũng khá đơn giản thôi mọi người. Nếu như chỗ bác nào có mưa nhiều rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu bón những đợt phân mùa mưa đầu tiên thôi. Còn công việc chính vẫn là làm cành chồi. Mùa này thì chúng ta cũng chưa để cành vội. Còn về phần cỏ thì bác nào để cỏ thì chờ cỏ lớn lên là chúng ta cắt thôi. Còn vườn nào không để cỏ thì chúng ta sẽ tiến hành xử lý những cây cỏ đấy thôi. Còn vườn này thì cỏ rất là ít luôn mọi người. Bởi vì chỉ còn phần bờ này thôi. Chứ còn trong này thì dưới tán cà phê thì cỏ chắc chắn là sẽ không mọc được nữa đâu. Bởi vì vườn để tán rất là rộng luôn. Đây là cà phê xanh lùn ghép năm thứ 2 nha mọi người. Hôm trước thì mình cũng đã quay cái vườn này rồi đấy.
Đó, mùa mưa cho nên là khá là um tùm luôn. Ok, video của mình chắc sẽ kết thúc ở đây thôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người nha.